Rồi, hello anh em nha, chúc anh em buổi sáng tốt lành. Tiếp tục clip sáng nay là mình đến với em một cái số máy mà giá cực rẻ nha anh em. Anh em nhớ theo dõi kỹ clip nha, để đón xem những cái máy mà mình cần mua giá bao anh em là rẻ nha. Thằng này thì mình có một ít máy mình sale luôn ra cho anh em dễ sử dụng ha. Để mình còn nhập tiếp những cái khác nữa chứ. Đợt này là giá nó mềm cho anh em. Anh em cứ xem kỹ clip. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình nha. Thì quy định mua máy mình cũng cực là đơn giản anh em. Nhắn anh em cứ gọi thẳng cho mình cái máy cần mua nha, anh em gọi luôn nha. Đừng có nhắn Zalo với lại tin nhắn, nhiều khi mình bị trôi tin nhắn á, mình coi không được, rồi rất là nhiều tin nhắn gửi tới cho mình nha. Thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình. Cái máy nào anh em cần mua cứ alo trực tiếp. Thì mình sẽ giữ lại máy, cọc trước cho mình cái cạc 50.000 cho tới 100.000 tùy theo giá trị máy nha. Thì mình sẽ giữ lại máy cho anh em. Anh em nhắn thêm họ tên địa chỉ là mình sẽ gửi máy. Ok nha anh em. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356, có trên cái bảng mình luôn nha anh em. Đó. Rồi, con đầu tiên là con Oppo N7 nè. Thanh lý nhanh cho anh em luôn nha. Đây là toàn bộ hàng thanh lý giá mềm cho anh em, còn một hai con bán giá xa luôn. Để mình cái giá này là gần như không có lời nha anh em. Và có những coi mình chấp nhận lỗ luôn để bán ra đi nhanh cho anh em. Máy nguyên zin Oppo N7 nội địa, hàng nội địa. Máy đẹp keng luôn, tầm 97 98 chứ không phải đùa nha. Máy nguyên zin. Nội địa thì nó RAM 2 nha anh em. Màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin của nó 2004. Và giá mình để anh em 780.000 thôi nha. 780k. Sạc ship chưa bao nha, anh em tự xử nha. Chưa kèm cục sạc luôn nha anh em, tự xử luôn. Nhập sao bán vậy. Máy thì ngoại hình rất là đẹp. Mọi chức năng thì full cho anh em. Xài thoải mái ha. Anh em về xem YouTube. Rồi thoải mái. Đó. 780.000 nha anh em, cực rẻ nha. 780k. Xả nhanh lên cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung G530. Con này là thay vỏ đẹp keng luôn. Đó, như mới mới luôn. Con này là màn hình của nó là 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 8, pin 2006 nha anh em. Và giá xả cho anh em luôn, 730.000, sạc ship chưa bao. Đó, anh em về bỏ cục sạc nhà mình xài nha. Tính nhanh cho em luôn, 730.000. 730k, một con máy rất là đẹp nha. Anh em đừng có soi những máy là trầy xước xấu và thay thế nhiều nha. Con này là nguyên zin. Men muốn đồ zin hết, chỉ có thay cái vỏ thôi. Đó, cho cái máy đẹp như này anh em xài dễ chịu ha. Giá 730k. Sạc ship anh em tự chịu. Tiếp đến là một con Oppo A71 xả luôn. Vỏ nó hơi trời trời, máy nguyên zin. Kính là còn đẹp. Kính này xước cực nhẹ nha, lông mèo nhẹ nhẹ thôi, không ăn thua nè. Đó. Con này là màn hình 5 inch 2, RAM 3 bộ nhớ 16. Pin con này 3000 nha anh em. Pin 3000. Đó, rất là ok luôn. Xả cho anh em luôn, giá 1 triệu 2. A71 triệu 2 kèm sạc cho anh em nha. Triệu 2 thì mình sẽ kèm sạc cho anh em con này. Xài nó là xuống ra 30 nha anh em. Tiếp theo là một em Samsung hàng. Samsung hàng màu gold, máy nguyên zin. Màn hình 5 inch rưỡi, RAM 3 bộ nhớ 16, pin con này là 3300. RGB RIM, máy bản hàng, giá ra đi cho anh em là 1750, cực mềm luôn anh em. 1750 nha, sạc ship chưa bao nha. Sạc ship mình không có bao nha anh em. Anh em tự xử nha. Đó, mình báo trong clip rõ ràng, con nào có kèm sạc thì kèm, mà con nào không kèm thì mình báo không kèm nha. Anh em tự chịu con này, phí ship và cục sạc về tự sự bỏ vô. Tính em giá 1750 thôi. Cực mềm rồi anh em, không thể rẻ hơn được nữa anh em. 175. Tiếp đến là một em Ribeiro, con này là zin nguyên, chưa động chạm gì hết, zin nguyên vỏ trời. Vỏ trời suốt 5 tháng sử dụng. Và kính thì đẹp, con này màn zin. Màn bảo đảm em là nguyên zin nha, con nào zin em nói zin nha. Đó, màn zin nguyên luôn. Ribeiro hàng Việt Nam. Bản 2 sim, màn hình 5 inch rưỡi, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600 nha. Vỏ trời xước nha anh em, không có đẹp keng nha. Đó, vỏ trời. Bản nhanh cho anh em luôn, giá bằng 1850 kèm sạc nha. 1850 kèm sạc, quá bèo nha anh em. Đã fix đi cho anh em gần 300.000 rồi. Máy nguyên zin, giá 185. Nó thực sự anh em là quá bèo nhèo luôn nha. 1850 cho một em máy nguyên zin. Chỉ có một hai cây thôi, mình xịt hết rồi. Không còn nhiều đâu cho anh em đâu. Mua anh em mua thêm một con nữa mình cũng không có, chỉ duy nhất một con máy riêng đó thôi. Con này là con A520. Đó. Nguyên zin, vỏ sau là xước lông mèo, lông chuột, lông chó luôn rồi chứ mèo gì nữa, nhiều quá này anh em thấy không, quá là nhiều luôn. Có sao thì quay dài cho anh em dễ dàng hình dung cái máy nha. Đó, kính thì đẹp, máy nguyên zin, con này A520 xả luôn cho anh em. A520 zin, màn hình 5 inch 2, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3000 nha anh em. Xả nhanh cho anh em luôn, giá 1 triệu 6 kèm sạc. Đó, anh em thấy quá mềm không, 1 triệu 6, cái màn hình này hơn 1 triệu nha anh em. Màn hình riêng con này trên 1 triệu, hứa cho anh em luôn. Đó, anh em 20 tính em giá 1 triệu 6, xả nhanh
anh em nào cần thì gọi liền cho mình nha. Clip hôm nay toàn là máy rẻ, anh em cứ theo dõi kỹ clip để chọn những máy ưng ý nhất của mình nha. Tiếp đến là một em Rebellus, con này thì đã thay màng và vỏ ring, vỏ thì chưa thay, cũng còn được tầm 95, 93, 95 đó. Còn cái màng thay mình có sao thì quay lại chính xác cho anh em, khỏi phải lên tay. Màng này thay rồi anh em, nhưng mà bao anh em luôn nha, cảm khiếp luôn này, test cảm ứng cho anh em xem rất là chuẩn chỉnh luôn, sao thanh không sao thanh. Đó, anh em cứ test cảm ứng vô là YouTube nha anh em, đó tút này, đó là anh em vuốt cho mình, đó, lên rất đều ha, đó anh em coi này rất đều, đó đi quay trong đó bao anh em luôn, không có liệt liếc hết ha, máy rất là ok. Đó, Rebellus RAM 4 của nhớ 32 nha anh em, cấu hình rất là ok nha, giá ra đây cho anh em 1,7 triệu thôi, 1,7 triệu cho em thay màng mà Rebellus xả nhận cho anh em luôn, toàn là máy sale sale xả thực sự luôn. Tiếp đến là em Vivo Y71 màu đen, máy nguyên zin, vỏ thì xuất sắc thêm 5 tháng sử dụng rồi anh em, đó quay nhà anh em rất là rõ ràng khi biết được cái máy của mình nha. Đó, Y71 rồi, Vivo 1724 đây, màn hình con này 6 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3360, sản xuất nhanh cho anh em con này luôn, ra đi nhanh luôn, anh em nào cần thì hú liền nha, giá 1,5 triệu nha, 1,5 triệu kèm sạc nha, cho em Vivo Y71, máy còn rất là ok luôn, có xuất sức gì vậy thôi, còn sạc rất là chuẩn nha, 1,5 triệu kèm sạc. Tiếp đến là một em Samsung Re6 Plus, mình quay rất là nhanh và nói gọn gàng cho anh em nha, anh em nhớ theo dõi clip, clip mình chỉ trên 10 phút thôi, không có quay len la lan man dài dòng cho anh em khỏi mất công để anh em còn làm việc khác ha, nên anh em chỉ cần theo dõi cho mình tầm 15 phút đổ lại là anh em sẽ biết hết clip này máy gì máy gì nha. Con này Re6 Plus, máy nguyên zin, sườn có nhăm nhăm, sườn nhăm nhăm và kính thì đẹp nha, sườn nhăm nhăm và kính thì đẹp. Re6 Plus nguyên zin, màn hình 6 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3300 nha anh em, để cho anh em giá 1,7 triệu là hết giá luôn rồi anh em, 1,7 triệu nha kèm sạc, ship anh em tự chịu nha, 1,7 triệu nguyên zin, quá là ok luôn anh em. Anh em nào chịu khoản thánh thì bao ship luôn cho nó máu nha, còn không thì anh em tự chịu với ship, máy nguyên zin, màn hình cực sáng đẹp, RAM 3 bộ nhớ 32 và giá thì có 1,7 triệu thôi anh em, quá mềm nha, một em Re6 Plus. Tiếp đến là một em Xiaomi A2 màu xanh, máy nguyên zin đẹp, 9899 Xiaomi A2 đó, này em nó đây, cấu hình lật cho anh em xem luôn cho rồi, khỏi dấu dím gì hết ha, vượt lên đó, đó Mi A2 anh em, Xiaomi A2 RAM 3 bộ nhớ 32, con này là màn hình 599 là gần 6 inch đó anh em, pin 3000 ha, và giá ra đi cực mềm cho anh em, 2350 kèm sạc, 2350 kèm sạc, máy đẹp keng sao beng, Xiaomi xài rất sướng nha anh em, 2350 thôi, một em siêu phẩm Xiaomi cực rẻ cho anh em luôn. Và tiếp đến là một em Re2 Core, máy có dành cho các cô chú anh chị lớn tuổi, thanh niên thì nhiều khi anh em chê cái máy này, nó là cấu hình nó yếu, nhưng mà người lớn tuổi á, những cô chú mà lớn lớn tí tầm 4 mấy trở lên thì xài con máy này rất là ok nha, rất ok nha, máy nguyên zin Re2 Core, Re2 Core máy nguyên zin, con này thu lại của một chú lớn tuổi và ông đã đổi máy, thì cô chú nào mà cần xài bắt lại thì chơi nó thì rất là ok nha. Re260 nè mọi người, Re260 ha, gọi là Re2 Core, con này mang máy nguyên zin đẹp, màn hình 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8 và pin của nó là 2600 nha mọi người, pin 2600 ha, và anh em để anh em giá cực mềm cho anh em nha, ship sạc là mình không có bao nha, 900.000, 900.000 một máy nguyên zin cho em Re2 Core, không sạc không ship đó, anh em tự xử nha, mình không có bao nha, 900.000 thôi, ra đi nhanh gọn nhẹ, xả luôn cho anh em, cực, toàn là máy sale cho anh em thôi, mình sale cực nhanh cho anh em, để mình kiếm một cái lô khác giờ ha. Là con này anh em xem được tiếp này rất là ok đó, mua máy rất là mềm trong được hôm nay. Realme 5 đẹp keng sao beng, đẹp tầm 9798, máy nguyên zin, kính đẹp, lưng đẹp. Realme 5 màn hình 6,5 inch, RAM 3 bộ nhớ 64 nha anh em, pin 5000 và giá ra đi cho anh em 2450 kèm sạc, 2450 cực mềm cho anh em nha, máy đẹp keng sao beng đó, máy đẹp keng luôn, thực sự con máy này cũng quá là chuẩn luôn, anh em mua về xài bảo đảm luôn, không có bao giờ có trục trặc lẹt vẹt. Realme 5 nó đây, và một cấu hình RAM 3 64, báo sao quay lại ha, chính xác cho anh em ha. Tiếp đến một em Oppo A57 F3 Lite, màn hình 5 inch 2, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 2900 đó, và máy thì ngoại hình cũng rất là ok, xài nhanh cho anh em giá 1450 luôn, 1450 không sạc không ship, anh em tự xử nha, mình không có bao sạc ship con này đó,
máy bán nhanh cho anh em luôn, giá 1450 dưới giá vốn nha anh em. Con này mình nhập trên 1,5 triệu thôi, thực sự anh em luôn, mình phải bán xả cho anh em con này giá 1450. Anh em cần thì hú với mình liền, một cây duy nhất anh em mua máy thứ hai mình cũng không có nha. 1450 cho em máy xả anh em 7 đó, không sạc không ship nha anh em, tự xử nha. Tiếp đến là một em Realme 3 anh em như Oppo nha anh em, nó là anh em ruột của Oppo luôn á, Oppo xem sản xuất ra dòng này này. Máy nguyên riêng Realme 3, RAM 3, bộ nhớ 32, vỏ sao trời, kính thì đẹp, kính thì mình mới lột nguyên giá mà còn rất là đẹp nha. Realme 3 màn hình con này á 6,22, RAM 3, bộ nhớ 32 và pin của nó là 4230. Cái dòng này nó tương đương như cái dòng Note 7, à quên, cái dòng A3s, số đây anh em nha, pin của nó đây, Realme 3 này, RAM 3, bộ nhớ 32GB này, loại 8 nha, vi xử lý loại 8, Android thì 10 rồi, máy cực mạnh, xài rất là chuẩn con này nha, Realme 3 nha. Giá xả cho anh em luôn 1,6 triệu nha, ship sạc chưa bao, 1,6 triệu thôi, anh em sở hữu ngay con máy này luôn, 1,6 triệu, ship sạc mình chưa bao nha, xả nhanh cho anh em nha, mức giá cực mềm mà nó thực sự anh em luôn, không có con thứ hai đâu, 1,6 triệu, ship sạc mình chưa có bao được, tự xử nha anh em. Và mình có một em Realme 5 Pro, con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, khủng hoảng luôn anh em, mình đang bán giá lẻ 39, nhưng mà trên cái line này, trên cái line này mình sẽ xả cho anh em cực mềm cho anh em con này luôn. Realme 5 Pro, hàng chính hãng của Realme, em của Oppo, thằng em ruột của Oppo đây anh em. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, khủng hoảng luôn. Chip Qualcomm 72 loại 8 nha. Pin Android thì 10, Realme 5 Pro, mẫu mới ra của Realme. Lưng sao đẹp, tầm 98, 97, 98, kính đại dáng ngân lực, rất là đẹp không vết trời. Đó, giới thiệu rất là chuẩn chỉnh cho anh em nha, Realme 5 Pro. RAM của nó là 8, bộ nhớ 128, màn hình 6.3, pin của nó là 4035. Và giá mềm mại cho anh em 3,6 triệu. Đó, kèm sạc cho anh em tự xử nha, 3,6 triệu mềm xèo luôn. Mềm xèo con cá kèo luôn anh em. Đó, một cây duy nhất. Anh em muốn mua đặt thêm một cây nữa mình cũng không có, thực sự luôn. Mình xả cho anh em, giá của nó là chỉ 3,6 triệu thôi nha. Anh em gọi nhanh cho mình, số điện thoại 0355 356 356, chỉ cần cọc từ 1 tới 200.000 mình ship ngay con này. Và anh em chiến khoản tháng thì bao ship. Đó, anh em tự xử nha, 3,6 triệu. Tiếp đến là mình có một con Tab Samsung T211. T211, con Tab Samsung. Ra đi mềm mại cho anh em. Máy thì mấy cái nắp này mất rồi nha anh em, mất theo thời gian sử dụng ha, và còn miếng dán keo, miếng dán này chủ cũ xài này. Đó, mua về cho con em mình xài YouTube nha mọi người, xem YouTube vô tư luôn nha. Đây, mình vô YouTube luôn nha anh em coi đây. Đó, xài YouTube thoải mái luôn nha, để cho con em đang ăn cơm, mình uống ăn cơm cháo rồi là vô tư, anh em cứ bật lên YouTube xài ha. Con này là màn Tab 3 T211, sạc ship chưa bao, tính anh em giá 780.000, 780k, ship sạc là anh em tự xử nha. Con này là màn hình 7 inch, RAM 1, bộ nhớ 16, pin 4000. Đó, nó sao là nó dạy chuẩn cho anh em luôn, mất hai cái nắp. Đó, máy thì ngoại hình còn đẹp, chứ không có xấu quá đâu anh em. 780.000, ship sạc chưa bao, nhanh gọn. Tiếp đến là một em Apple, quả táo này anh em, quả táo này, quả táo này đến với anh em này. Mặt sau là có xước sát vai đường. Đó, quay như clip nha anh em, gửi tới anh em là y chang nha. Đó, còn nhiều đẹp nha. Kính thì có miếng dán, kính có miếng dán. Đây, em đó đây. Có em dễ thương luôn, mua là khuyến mãi em này luôn nha anh em, khuyến mãi một em trên màn hình luôn. Đây, khuyến mãi em bé trên màn hình, rất là dễ thương ha. iPad mini 1 anh em, bản wifi. iPad mini 1 bản wifi. Máy sạch không ai lao liếc gì hết nha, máy sạch tài khoản nha anh em, về để nhập tài sản như là quốc nha. Đó, Apple Store này thoát ra vô tư. Wi-Fi chuẩn chỉnh ha, máy thì kính đẹp, lưng thì có xước sát như clip. iPad mini 1 bản Wi-Fi, màn hình 7 inch 9, bộ nhớ 16GB, pin con này 4,5 triệu nha mọi người, 4,490 á, nó tầm 4,5 triệu á. Và giá ra đi nhanh cho anh em luôn, 1,380 kèm sạc, 1,380,000 kèm sạc, chỉ một máy duy nhất. Anh em cần thì hú liền cho mình nha, một con duy nhất nha. Những anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình, và chuyên ra sản xuất những cái máy rẻ sưu tầm để gửi tới cho anh em mình một cái mức giá tốt nhất nha. Rồi, thân ái chào anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và bấm like video nha anh em. Thân ái chào cả nhà nha.